Trời ơi, mới có 16 tuổi rưỡi mà lấy gì chưa dậy thì nữa. Em chưa 18. Wow. Ngực lép, mông cũng thớt luôn. Rồi tâm hồn thì như là 14 tuổi rưỡi rồi sao? Kiếm được bồ. Có chứ, năm nay em nhất định sẽ tăng được 55kg. Bạn trai thì đẹp trai như Khao Yốt đúng không? No. So sad. No, tức là nhỏ quá, perfect rồi. Nên là Ngân không dám mơ tới cái mẫu người mà. Tính hình. Có chứ, trời, thích mặc áo dài, rất thích mặc áo dài trắng này. Rồi áo dài xuân thì chụp hình cho thôi, còn mặc áo dài thì mặc áo dài trắng. Minh Nhân Dân. Đúng rồi. Cận. Viết dầu bùa, tức là dầu ví dụ quá. Như em thấy trai đẹp đi lấy ra chỉ cần đưa vậy thôi. Cái bu cho em hay là tính ra là xài hết cái chai đó luôn rồi đó. Vậy là một tháng em xài mấy chai này? Dạ, ngàn năm á. Năm thì chưa có ai đeo luôn. Cây nâng mụn mà em nhìn cho bản mặt em mà thấy chỉ cần một cùng mụn nhỏ thôi là em lấy ra ngay lập tức. À, tiền à? Hay kẹp á, kẹp ra như nè. Mẹ dạy. Cho nó gọn, dạ. Sao lấy ra xong rồi mình, ví dụ như là mình lì xì con nít chẳng hạn đây. Rồi lâu lâu mình thấy các cụ già á, họ mệt mấy số mình mua. Bôn. Thẻ à, thì đó là quan trọng. Cầm theo chơi thôi, chứ đây không có số gì. Tại thì người ta lì xì chỉ là cầm theo cho mấy bánh thôi. Để cho năm nay được nhiều lì xì đúng không? Dạ đúng rồi, chứ không có tiền. À, son. Đây là son mà em được tặng mà nó lâu rồi mà tại vì mình quý á mà đem theo chẳng qua là không có son này thôi. Cái này là giấy ngân hàng hôm qua mới đi trả nợ. Bùa nhiều quá vậy. Mà đây ở trước này mình quay lên đây mình sợ bị lấy không ta. Mọi người đang chăm chú nhìn rồi. Thấy chơi nói chứ đây là cái mà Ngân rất là quý tại vì nó cũ kỹ. Nó cũ kỹ nên mình làm kiểu có nhật đó là kỷ niệm với ai không? Với bà nội ạ. À? À, bà nội để lại của hồi môn cho lấy chồng. Dạ đúng. Anh nào mà lấy được? Bà nội mới để em tự lục. Còn cái giấy này là hôm bữa đi quay chương trình người ta cho phiếu ăn cơm chưa ăn. À, mục tiêu của mình của Ngân trong 2019 là mập. Một từ thôi, mập. Ủa? Rồi sau đó là sẽ có khác nữa.